tùy hỷ công đức. Nhất định phải làm cho được. Người khác làm được việc tốt gì, chúng ta đều tùy hỷ. Nhất định không được gây trở ngại cho người ta. Nếu bạn chướng ngại chuyện tốt của người khác, quả báo sẽ là gì? Quả báo là sau này nếu chúng ta có chuyện tốt gì, người khác cũng sẽ đến khó dễ với chúng ta, oan oan tương báo, không hề ngừng dứt. Bạn có muốn như thế không? Huống hồ nếu như chuyện tốt đó là mang lại để cho chúng sanh, thì sự chướng ngại đó khiến cho chúng sanh không thể có được lợi ích. Thế thì cái nhân quả đó bạn phải gánh lấy. Nếu như việc làm tốt đó của họ công đức càng lớn, thời gian càng lâu, mai này bạn đọa vào địa ngục, cái tội ấy càng dày càng nặng, nỗi thống khổ mà bạn phải chịu, bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Thời gian dài cũng là không cách gì tính nổi. Tùy hỷ, chuyện tốt của người khác ta tùy hỷ, đồng như ta làm vậy. Họ có công đức bao lớn thì ta cũng có công đức bao lớn. Thế thì còn gì vui bằng? Vì sao phải đi chướng ngại người ta làm gì? Tùy hỷ người khác. Người khác cũng sẽ tùy hỷ với ta. Chướng ngại kẻ khác, mai này người ta sẽ đến chướng ngại bạn lại. Nhưng quả báo ứng không mảy may sai chạy. Chúng ta không thể không biết, không thể không hiểu, không hiểu thấu đáo, có lúc gây nên tội rất đáng sợ.